Butcher là một nam diễn viên không còn xa lạ với khán giả phim truyền hình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngay từ những ngày đầu thì Mạnh Trường vừa bắt đầu sự nghiệp của mình với nghề người mẫu. Nhưng nhờ ngoại hình điển trai cùng với chiều cao ấn tượng mà anh đã nhanh chóng dẫn lối sang nghiệp diễn với rất nhiều vai diễn ấn tượng. Với những bộ phim nào của Mạnh Trường đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng thì hãy cùng tìm hiểu trong video này cùng với blog giải trí nhé! 1. Bộ phim Người đứng trong gió năm 2015. Người đứng trong gió là bộ phim đầu tiên của Mạnh Trường tạo được tiếng vang trong lòng khán giả. Người đứng trong gió xoay quanh câu chuyện gia đình ông Đạt, chủ một trang trại ngựa quý ở trên cao nguyên. Cuộc sống của gia đình ông diễn ra bình yên, hạnh phúc cho đến một ngày khi Khánh, Mạnh Trường thủ vai, xuất hiện. Bên ngoài vẻ hiền lành, giản dị của Khánh là một am nhân với những bất ổn thần kinh vô cùng đáng sợ. Vai diễn Khánh trong bộ phim Người đứng trong gió đã được Mạnh Trường thể hiện vô cùng xuất sắc. Bởi đây là một vai diễn khó, đầy nội tâm, diễn biến tâm lý bất thường, lúc ác độc, lúc lại thiện lương. Thế nhưng mà nam diễn viên vẫn làm tốt. Đến nỗi thời điểm đó, cứ đi đâu nhìn thấy anh là người ta căm ghét. Mạnh Trường còn từng chia sẻ rằng, nhiều người sau khi xem phim xong, khi gặp tôi đều bất ngờ rằng bên ngoài tôi rất hiền, sao lại đóng vai ác giống đến vậy. Đối với tôi, được thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau là một điều thú vị, cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong nghề. 2. Bộ phim Zippo Mù Tạt và Em năm 2016. Năm 2016, Mạnh Trường tiếp tục được nhà sản xuất chọn mặt người vàng với vai Sơn trong bộ phim Zippo Mù Tạt và Em. Với lối diễn xuất diễn mà như không diễn, Mạnh Trường thành công ghi dấu ấn trong lòng người yêu phim bằng hình ảnh của một anh chàng Sơn dịu dàng, chu đáo và lịch lãm trong bộ phim này. Cũng chính nhờ vai diễn này mà Mạnh Trường trở thành hình mẫu về một người đàn ông tử tế khiến nhiều người mơ ước. 3. Bộ phim Cả một đời ân oán năm 2017. Nhắc đến bộ phim làm nên tên tuổi của Mạnh Trường thì không thể thiếu bộ phim Cả một đời ân oán. Trong phim, Mạnh Trường vào vai Đăng, con trai lớn, được ông Quang giao trách nhiệm quản lý Vũ gia. Ở Đăng thì có sự điềm tĩnh, chỉn chu, xử lý mọi việc thấu tình đạt lý và luôn cố gắng để tròn trách nhiệm chủ gia đình, dung hòa tất cả mọi người mà cha mình đã giao phó. Có thể thấy đây là vai diễn như Donny đóng giày cho Mạnh Trường, bởi ngoài đời, anh cũng là một con người chu đáo, y như vậy. 4. Bộ phim Chạy trốn thanh xuân năm 2018. Một bộ phim khác của Mạnh Trường cũng được khán giả đón nhận tích cực chính là bộ phim Chạy trốn thanh xuân. Chạy trốn thanh xuân khai thác đề tài cuộc sống sinh viên và chủ yếu xoay quanh nhân vật An do Lưu Đê Ly thủ vai. Trong phim, thì Mạnh Trường thủ vai Nam, một chàng trai là sản phẩm hoàn hảo của một gia đình hoàn hảo. Nam, Mạnh Trường từng có mối tình đầu khá đẹp với cô nàng hàng xóm An, Lưu Đê Ly thủ vai. Nhưng sau khi phát hiện ra chuyện bố mình ngoại tình với mẹ An, thì Nam đã đột ngột thay đổi thái độ với cô. Ở bộ phim này, thì Mạnh Trường tiếp tục phát huy được thế mạnh của mình khi vào vai một người đàn ông tử tế, lịch thiệp, đáng ngưỡng mộ. 5. Bộ phim Sinh tử năm 2019. Không còn là hình ảnh chuẩn xoái ca, giàu có trên màn ảnh. Năm 2019, thì Mạnh Trường đã lột xác với một vai diễn đĩnh đạc hơn ở trong bộ phim Sinh tử của đài VTV. Trong bộ phim Sinh tử, thì Mạnh Trường đảm nhận vai Huy, trưởng phòng tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Việt Thanh, là con của một liệt sĩ trong ngành kiểm sát. Huy có năng lực, quyết tâm, rạch ròi, công tư phân minh nhưng mà không cứng nhắc. Qua vai diễn này, thì khán giả đã thấy được sự nỗ lực của Mạnh Trường trong việc đa dạng các vai diễn của mình. 6. Bộ phim Tình yêu và tham vọng năm 2020. Tưởng chừng như Mạnh Trường đã đóng đinh với các nhân vật chính diện, thế nhưng lại một bất ngờ khi anh nhận vai Phong, một tổng giám đốc mưu mô, thủ đoạn, độc ác, máu lạnh trong bộ phim Tình yêu và tham vọng năm 2020. Tình yêu và tham vọng xoay quanh câu chuyện tranh đấu giữa Minh, Nhan Phúc Vinh thủ vai, tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thổ và Phong, Mạnh Trường thủ vai, tổng giám đốc địa ốc Bách Hợp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, thì Minh và Phong đứng ở hai đầu chiến tuyến, đã dùng mọi biện pháp, thậm chí cả thủ đoạn để vượt qua đối thủ. Ngay khi tập 1 bộ phim vừa lên sóng, là hình ảnh của Mạnh Trường đang điên lên tìm kiếm cô nhân viên của mình mất tích. Đôi mắt long sòng sọc, miệng không ngừng quát tháo, thì khán giả đoán được vai diễn này của Mạnh Trường sẽ là một màu khác so với trước đây. 7. Bộ phim Hương vị tình thân năm 2021. Hương vị tình thân là bộ phim mới nhất của nam diễn viên Mạnh Trường ở thời điểm hiện tại. Hiện nay thì bộ phim này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả Việt. Hương vị tình thân xoay quanh câu chuyện về Phương Nam, Phương Oanh thủ vai. Trong phim thì Nam có câu chuyện tình yêu đầy trắc trở với chàng phó tổng giám đốc công ty Mạnh Trường thủ vai. Ban đầu thì hai người không ưa nhau nhưng mà dần dần nhưng vào đập khiến họ bắt đầu nảy sinh tình cảm bất chấp khác biệt về hoàn cảnh và địa vị.
Đây cũng là cặp đôi màn ảnh khiến khán giả hết sức thú vị khi theo dõi kể từ khi phim mới được lên sóng. Trên đây là top 7 bộ phim làm nên tên tuổi của nam diễn viên điển trai Mạnh Trường. Có thể thấy dù ở vai diễn nào thì Mạnh Trường cũng cố gắng hết sức vào vai nhân vật một cách tròn chỉnh và luôn đa dạng diễn xuất của mình. Các bạn cảm thấy ấn tượng với vai diễn nào nhất của diễn viên Mạnh Trường? Hãy để lại bình luận bên dưới để Blog Giải Trí được biết với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.